Kết thúc tháng 3, cuộc đua song mã giữa Kia Seltos và Toyota Raize trong phân khúc SUV cỡ A lại một lần nữa khiến nhiều người phải chú ý. Theo đó, Toyota Raize bán ra 688 xe tăng 267 xe so với tháng 2 trong khi con số tương ứng của Kia Seltos là 553 xe tăng 75 xe. Cụ thể hơn, Kia Seltos bán ra 384 xe tại miền Bắc, 72 xe tại miền Trung và 97 xe tại miền Nam. Trong khi đó, Toyota Raize bán ra 292 xe tại miền Bắc 163 xe tại miền Trung và 233 xe tại miền Nam. Có thể thấy rằng, Toyota Raize có độ phủ khá đồng đều ở cả ba miền, trong khi doanh số của Kia Soul Net lại tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Đúng như dự đoán, Toyota Raize đã vượt qua Kia Soul Net về doanh số bán ra nhờ vào những lợi thế, như nguồn cung ổn định, thương hiệu quen thuộc. Tại một số đại lý Toyota, hiện vẫn tồn tại hiện tượng bán Raize kèm lạc khoảng 20 triệu. Tuy nhiên, việc kia sâu nét mới tăng giá thêm 10 triệu vào hồi giữa tháng 2, cũng phần nào khiến một số khách hàng quay xe sang đối thủ Nhật Bản Toyota Raize. Trong thời gian tới, cuộc đua giữa hai mẫu xe này có lẽ sẽ vẫn rất hấp dẫn, vì Toyota Raize sẽ tăng giá bán thêm 20 triệu kể từ 1 tháng 5 tới đây. Hiện nay, giá bán của Toyota Raize là 527 triệu còn kia sâu nét dao động trong khoảng từ 499 đến 654 triệu. Toyota Raize sử dụng khối động cơ 1 lít turbo, sản sinh công suất cực đại 98 mã lực và mô xoắn cực đại 140 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp, mang lại khả năng vận hành mượt mà. Các trang bị an toàn trên Toyota Raize tương đối đầy đủ. Ngoài các tính năng cơ bản, xe còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 4 cảm biến trước sau và 6 túi khí. Đây là những tính năng khá hiếm thấy đối với một mẫu xe đô thị cỡ A, như Toyota Raize trong khi đó, Kia Soul Net 2022 tại Việt Nam được trang bị động cơ Smartstream 1.5G cho công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. đi kèm với động cơ là hộp số vô cấp thông minh Smartstream IVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. tương tự đối thủ Toyota Raize, Kia Soul Net cũng có nhiều trang bị an toàn như hệ thống phanh chống bó cứng, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến sau và camera lùi trên bản cao cấp nhất, Kia Soul Net 2022 sẽ có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Xe cộ, XX.